chúng ta tiếp tục với set thứ hai của trận công đài thứ nhất đôi đài kỳ 71 giữa tay vợt công đài Nguyễn Trung Đoàn và đài chủ Lê Minh Tuấn. Ở set 1 thì Nguyễn Trung Đoàn đã dẫn trước tỷ số 11-8, tạm dẫn tỷ số toàn cục là 1-0. Bây giờ là set thứ hai, tỷ số đang là 2-2. Là quả giao bóng hỏng của Lê Minh Tuấn. 2-3. Kết. Và 11-7. Kết thúc set thứ hai là tỷ số tạm thời là 2-0 cho Nguyễn Trung Đoàn.